Cập nhật tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua UAV cảm tử Nga tập kích ồ Ukraine bắn hạ 32 chiếc Tòa Bạch Ốc xác nhận chi hơn 100 tỷ đô la Mỹ để giúp Ukraine Còn quá sớm để Moscow vui mừng cảnh báo ông Putin về đạn pháo của Triều Tiên. Nga vội chuyển lực lượng dự bị mới thành lập ra mặt trận. Ông Putin xảy ra mâu thuẫn lớn với Bộ Quốc phòng trong lúc quân Nga gặp tình hình tồi tệ ở Ukraine. quân đội Ukraine đánh bật quân Nga ra khỏi Klitschipka và tiến vào bao vây địch ở Andripka. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thiên Yến mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. UAV cảm tử Nga tập kích ồ ạt, Ukraine bắn hạ 32 chiếc. Kính thưa quý vị, lực lượng Ukraine tuyên bố bắn hạ 32 trong số 44 UAV cảm tử xa khép mà Nga đã phóng đi trong đợt tập kích ban đêm, chủ yếu nhắm vào cảng ở tỉnh Odessa. Số UAV trên được cho là do Nga phóng đi từ ba phương hướng, Primorsk, Astor tại vùng Krasnodar Krai, thành phố Kursk và Vịnh Choda tại vùng Crimea mà Nga tuyên bố sáp nhập từ năm 2014 khi Independent vào ngày 13 tháng 9 dẫn lời không quân Ukraine. Thưa quý vị, theo lực lượng này, số UAV nói trên tập kết tỉnh Sumy và Odessa, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng cảng ở tỉnh Odessa. Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine cho biết, tuy 32 trên 44 chiếc bị bắn hạ, một đoàn tập kết UAV của Nga vào cảng trên sông Danube đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự, và gây hỏa hoạn tại bãi đổ xe tải, làm bị thương 7 người. Ngọn lửa đã được dập tắt và những nạn nhân bị thương đã được đưa đi điều trị. Theo thống đốc tỉnh Odessa, ông Ole Kipper, ít nhất 3 người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng. Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Sumy vào sáng ngày 13 tháng 9 cũng ghi nhận 3 chiếc UAV Shahed do Iran sản xuất đã bị phá hủy trong địa phận của mình. Nga tăng cường tấn công vào miền Nam Ukraine sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận tạo điều kiện cho việc vận chuyển ngũ cốc an toàn rời Biển Đen. Hồi tháng 7, các cuộc tập kích chủ yếu nhắm vào các cảng kho dự trữ ngũ cốc và cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 4 tháng 9 khẳng định sẽ không hồi sinh thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen cho đến khi phương Tây tạo điều kiện cho hàng nông sản xuất khẩu của Nga. Trong lúc đó, Nga đang đàm phán việc xuất khẩu ngũ cốc của nước này tới 6 nước châu Phi, thông qua Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar. Nhưng ông Putin nói đây không phải là phương án thay thế cho thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Tòa Bình Ốc xác nhận chi hơn 100 tỷ USD để giúp Ukraine Văn phòng, phòng quản lý và ngân sách của Tòa Bình Ốc xác nhận Tính đến giờ, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã chi hơn 100 tỷ USD cho cuộc chiến chống lại quân xâm lược Nga của Ukraine. Theo Fox News, thông tin này là câu trả lời của Tòa Bạch Ốc gửi tới Thượng nghị sĩ J.D. Vance và 30 đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện. Vào tháng 1, các nghị sĩ đã yêu cầu Tòa Bạch Ốc phải giải trình đầy đủ về những hỗ trợ an ninh mà Mỹ dành cho Ukraine. Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách OMB Shalanda Young đã viết thư cho Thượng nghị sĩ Vance giải thích việc Mỹ đã hỗ trợ an ninh cho Ukraine như thế nào từ 24 tháng 2 năm 2022. Quan chức này cho biết, với sự ủng hộ của lưỡng đảng, Mỹ đã hỗ trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine. Sự hỗ trợ của Mỹ rất quan trọng với sự thành công của Ukraine cũng như khả năng chịu đựng của người dân nước này trong điều kiện khắc nghiệt. Bà Yang nhấn mạnh, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố rõ ràng về việc Mỹ sẽ không dao động trong cam kết đối với người dân Ukraine. Bà đã đưa ra một bản liệt kê chi tiết cho thấy Mỹ đã chi tổng cộng 101,2 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cho Ukraine. Khoản tiền trên còn chưa bao gồm các đề nghị mới nhằm hỗ trợ cho Kiev. Hồi tháng trước, Tòa Bạch Ốc đã đề nghị Quốc hội Mỹ phê chuẩn khoản hỗ trợ bổ sung 24 tỷ đô la Mỹ, trong đó thì 13 tỷ đô la Mỹ dùng vào các mục đích quân sự, 11 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ kinh tế và viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Còn quá sớm để Moscow vui mừng. Cảnh báo ông Putin về đạn pháo của Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Hinton của Viện Trussi có trụ sở tại London gợi ý rằng, chất lượng đạn của Triều Tiên có thể kém vì loại đạn này đòi hỏi dây chuyền phức tạp để sản xuất. Theo các nhà phân tích quân sự thuộc Viện Rossi, nếu Triều Tiên cung cấp cho Nga đạn pháo và các loại vũ khí khác để tiến hành chiến tranh chống lại Ukraine, điều này có thể giúp lực lượng chiếm đóng của Nga bổ sung kho đạn dược của họ, nhưng khó có thể thay đổi tiến trình cuộc xâm lược. Điều này được kênh tin tức tiếng Ả Arab Rập on Arabia của Dubai đưa tin, trích dẫn các chuyên gia quân sự phương Tây được phỏng vấn. Thưa quý vị, theo nhà nghiên cứu cấp cao Simon Wiseman của SIPRI, để có lượng dự trữ tối thiểu cho toàn bộ số pháo 100-152 ly của mình, Triều Tiên cần phải có ít nhất hàng triệu phiên đạn và cần có năng lực sản xuất đáng kể để bổ sung số đạn dược bắn trong các cuộc tập trận hoặc biểu diễn Nhà nghiên cứu Patrick Hinton của Viện Rusi gợi ý trong báo cáo của mình rằng chất lượng đạn pháo từ Triều Tiên có thể thấp do việc sản xuất đạn pháo đòi hỏi dây chuyền sản xuất phức tạp. Đạn kém chất lượng sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với quân đội Nga. Chuyên gia lưu ý đạn dược sản xuất kém sẽ có đặc tính không ổn định, thay vì bay có thể bị ảnh hưởng dẫn đến độ chính xác bị giảm xuống ngòi nổ kém chất lượng có thể dẫn đến việc khai hỏa sớm thời hạn sử dụng có thể giảm nếu đạn dược được sản xuất kém ông nói tất cả các loại đạn dược phải được sản xuất theo thông số kỹ thuật cao nếu không chúng có thể rơi xuống nơi không mong đợi gây ra hậu quả thảm khốc trước đó quân đội nga đã tấn công chính các đơn vị của mình bằng các cuộc tấn công bằng pháo binh cá cáo buộc từ lính nga về việc trúng đạn pháo của quân mình đã được công bố trên Internet. Trước đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẵn sàng đàm phán với Putin về việc cung cấp đạn dược cho Nga để đổi lấy lương thực và công nghệ vũ khí cho nước mình. Nga vội chuyển lực lượng dự bị mới thành lập ra mật trận cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine mà theo lời ông Putin tuyên bố đã hoàn toàn thất bại. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lại phải gửi lực lượng dự bị chưa chuẩn bị ra mặt trận. Theo tình báo Anh, Nga đã cử các đơn vị của Tập đoàn Quân Vũ trang Tổng hợp số 25 mới thành lập đi ra mặt trận. Điều này xảy ra sớm hơn kế hoạch ngay từ đầu các nhà phân tích quân sự Anh cho rằng, tập đoàn quân 25 rất có thể sẽ được sử dụng để tăng cường khả năng phòng thủ ở khu vực Lohan. Đáng chú ý là gần đây vào tháng 8, thông báo tuyển dụng cho quân đoàn 25 cho biết lực lượng này sẽ được triển khai ở Ukraine không sớm hơn tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, việc cử tân binh ra mặt trận lúc này là cần thiết. Tình báo Anh nhận định, có khả năng các đơn vị này đã được đưa vào hoạt động sớm hơn một phần vì Nga tiếp tục phải vật lộn với vấn đề lực lượng quá căng thẳng ở mặt trận và Ukraine tiếp tục phản công trên ba mặt trận khác nhau. Ngoài ra, còn có một phiên bản cho rằng Nga sẽ cố gắng sử dụng các bộ phận của tập đoàn quân 25 để tăng cường lực lượng dự bị vẫn chưa được sử dụng nhằm mang lại cho các chỉ huy trên bộ khả năng hoạt động linh hoạt hơn. Như Union đã đưa tin 34 cuộc đụng độ đã diễn ra ở mặt trận trong ngày qua. Bộ Tổng Tham mưu đảm bảo rằng quân xâm lược Nga đã chịu tổn thất đáng kể tại khu vực novo của vùng Donetsk và phía nam Novodarivka của vùng Zaporizhia. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục các hoạt động phòng thủ ở phía đông, đồng thời tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Melitopol và phía nam Bakhmut. Trong khi đó, tổng thiệt hại trong chiến đấu của kẻ xâm lược kể từ khi bắt đầu xâm lược. Theo Bộ Tổng Tham mưu, các lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt mốc 270.000 người chết. Ông Putin xảy ra mâu thuẫn lớn với Bộ Quốc phòng trong lúc quân Nga gặp tình hình tồi tệ ở Ukraine. Tổng thống Nga Putin vào hôm thứ Ba dường như mâu thuẫn với Bộ Quốc phòng của ông khi thảo luận về tổn thất thiết bị của quân đội Ukraine trong cuộc phản công đang diễn ra ở Kiev. Và một chuyên gia đã nói với Newsquid tại sao điều đó có thể xảy ra. Các nhà phân tích phương Tây đã báo cáo về những tiến bộ gần đây của Ukraine trong cuộc phản công. Được triển khai vào đầu tháng 6, chiến dịch quân sự lớn này đã chứng kiến Kiev bắt đầu chiếm lại lãnh thổ từng bị Nga chiếm đóng, bao gồm hơn chục ngôi làng ở khu vực Zaporizhia và Donetsk thưa quý vị phát biểu tại diễn đàn kinh tế phương đông ở thành phố vladivostok của nga ông putin đã hạ thấp thành công của cuộc phản công và tuyên bố quân đội của tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã phải chịu tổn thất lớn tuy nhiên con số mà ông trích dẫn về tổn thất xe bọc thép của ukraine lại cao hơn nhiều so với ước tính do bộ quốc phòng nga đưa ra vào hôm chủ nhật theo hãng truyền thông rt do điện kremlin điều hành ông putin cho biết Ukraine đã không đạt được nhiều thành công trên chiến trường, trong khi ghi nhận lực lượng của mình đã phá hủy 543 xe tăng và 18.000 xe bọc thép của Ukraine chỉ trong 3 tháng qua. Chỉ hai ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất tổng cộng 11.773 xe chiến đấu bọc thép, bao gồm cả xe tăng, kể từ khi Putin phát động cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022. Giáo sư chính phủ và trường chính sách của Đại học George Mason, -Stra, Mark Ankat nói với Newsweek về sự khác biệt giữa những số liệu được trích dẫn. Putin hoặc có thể đã quyết định rằng việc phóng đại không có hại gì hoặc ông ấy thực sự không chú ý đến những gì Bộ Quốc phòng đang nói. Cass nói thêm sẽ rất thú vị để xem liệu Bộ Quốc phòng có sửa trang web của mình và liệt kê những số liệu tương tự như Putin đã trích dẫn hay là không. Về phần mình. Các quan chức Kiev thường trích dẫn số liệu của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine khi thảo luận về tổn thất của Nga. Theo số liệu của Lực lượng Bộ Tổng Tham mưu công bố vào hôm thứ Ba, Nga đã mất 4.568 xe tăng và 8.778 xe chiến đấu bọc thép trong toàn bộ diễn biến của cuộc chiến. Newsweek không thể xác minh độc lập số liệu của Ukraine và Nga về tổng thất thiết bị và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng của cả hai nước để bình luận qua email. Theo hãng tin tình, tình báo nguồn mở Oryx của Hà Lan, Ukraine đã mất 4.420 thiết bị kể từ đầu cuộc chiến, trong khi Nga mất 12.121 thiết bị. Vì chỉ những tổn thất về thiết bị đã được xác nhận mới được đưa vào bản thống kê, Oryx tuyên bố rằng số lượng thiết bị bị phá hủy cao hơn đáng kể so với số liệu ghi nhận. Thứ ba, không phải là lần đầu tiên Putin có vẻ mâu thuẫn với dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Trong cuộc gặp vào tháng 6 với các blogger và nhà báo quân đội Nga, ông Putin cho biết quân đội của ông đã mất 54 xe tăng trong hai tuần đầu tiên sau cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Sokol cho biết vài ngày trước đó rằng Nga chỉ mất 15 xe tăng và 9 xe bọc thép trong các cuộc phản công. Và mới đây nhất, theo lời ông Putin tuyên bố, cuộc phản công của Ukraine đã hoàn toàn thất bại, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lại phải gửi lực lượng dự bị chưa chuẩn bị ra mặt trận nhằm cố gắng ngăn chặn đà tiến lên của quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine đánh bật quân Nga ra khỏi Klitschukka và tiến vào bao vây địch ở Andrivka. Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi được quân xâm lược Nga ra khỏi Klitschukka theo hướng bật mất và tiến vào khu vực Izyuk. Thưa quý vị, Aposhov báo cáo điều này trích dẫn phương tiện truyền thông Ukraine và các báo cáo công khai dialog.ua đưa tin, Clickka Nga ném lực lượng dự bị ở phía bắc, cố gắng giữ vị trí. Pháo binh Ukraine đã thực hiện tốt công việc của mình vào quân chiếm đóng. Ngoài ra còn có thông tin cho biết Lực lượng phòng thủ Ukraine đã tiến vào Andriyivka ở phía nam, nhằm bao vây quân Nga ở đó. Dialog.ua cũng đăng một đoạn video về làng Klichivka. Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine bà Hanna Malia nói với giới truyền thông, cuộc giao tranh ở Klichivka vẫn tiếp tục theo hướng Bắc Mốt. Người Ukraine đang tiến lên, giành được lãnh thổ mỗi ngày và củng cố lại các vùng biên giới đã được giải phóng, đặc biệt các khu vực mới gần Klichivka. Andrzejka và Kudyumipka đã được giải phóng vào tuần trước. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư hdnews.ptva.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HDD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.